Hôm nay em có việc phải đi tỉnh gấp ấy thì anh. Cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Yêu phim truyền hình, nhớ phở cung đình nhé. Đi tỉnh gấp ấy thì anh chở em đi được không? Mà tiện trên đường về em với anh nhá. Mà có đi qua chợ ấy. Còn cái chợ gì? Mua cái gì ăn nhá, sao anh thích ăn thịt thì để em nấu cho. Vâng. Em sẽ nấu nhưng mà tôi nghe đây. Từ khi nào? Nghe tôi nói này. Cậu xuống đó thật nhanh, tìm cách kéo cô Hoài ra khỏi nhà và ở nguyên đó. Tuyệt đối không được hành động gì. Chúng tôi sẽ xuống đó ngay. Ê! Đuổi theo. Rõ. Chặn đầu. Hoàng, phía bên cậu thế nào rồi? Bên em chưa phát hiện gì. Nghi vấn khu vực 325. Rõ. Anh Long, công an tỉnh đã bao vây chặt nơi này rồi. Anh không thoát được đâu. Mau ra đầu thú. Để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Sao cậu lại đây? Tôi tưởng cậu phải trực ở trụ sở chứ. Em nghĩ anh sẽ không phạt em vụ này đâu. Mà nếu có phạt ấy, em cũng chịu. Miễn sao tóm được thằng Long này. Anh em mình cố giữ chân nó một chút. Anh Thanh bảo công an tỉnh sắp xuống đến đây rồi. Công an huyện cũng đang di chuyển ở đây rồi. Nếu em có chuyện gì, nhớ anh chăm sóc bố giúp em nhé. Chuyện đó cậu phải tự làm chứ. Tôi nghĩ trường hợp xấu nhất cậu chỉ có thêm một vết sẹo thôi.
Yên tâm đi, vẫn lấy được vợ nhé. Anh ạ. Em và anh. Thôi, không nói nữa. Giữ tay, ở chặt lấy tường. Nghe anh. Đông. Đông. Đông ơi. Anh xin lỗi.